Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Để tiếp tục chuỗi video về các căn nhà mặt ngõ, ô tô vào nhà kinh doanh tốt thì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với anh chị một căn nhà nằm tại phố Hoàng Đạo Thành với diện tích xây dựng là 45m². Căn nhà của chúng ta được thiết kế 6 tầng, có thang máy, thiết kế mỗi tầng một phòng ngủ vô cùng rộng rãi. Căn nhà của chúng ta thì nằm trên mặt ngõ thông, ô tô tránh nhau, có vỉa hè hai bên, kinh doanh được tất cả các loại mặt hàng. Nếu anh chị đang có nhu cầu tìm nhà kinh doanh khu vực này thì hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé. Còn bây giờ, em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết của căn nhà này nhé. Xin giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà của chúng ta. Với diện tích xây dựng là 45m², căn nhà của chúng ta hướng chính đông và được xây dựng 6 tầng rưỡi, có thang máy. Thiết kế mỗi tầng một phòng ngủ. Lối kiến trúc rất là hiện đại. Rất là rộng rãi và thoáng đãng. Tầng 1 này chúng ta có thể làm kho bán hàng, hoặc là nếu để gara ô tô thì được để được 2 cái thoải mái. Dòng 7 chỗ hay transit 16 chỗ và ok. Đường ngõ rộng rãi. Ở đây thì chúng ta có thể di chuyển ra vành đai 3 cũng như ngã tư Sở, ngã tư Khuất Duy Tiến vô cùng thuận tiện, chỉ cách vài bước chân thôi. Đấy, sau đây thì em sẽ quay chi tiết phía trong cho anh chị. Đấy, đây tầng này là gara ô tô, rất là hợp lý. Sảnh bán hàng, gara ô tô đều rất ok. Quý vị anh chị đang theo dõi video nhà bán trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội, hãy bấm một nút đăng ký kênh để ủng hộ cho em Phương cũng như kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội nhé. Và đừng quên comment ý kiến cho anh chị xuống phía dưới để em có thể hỗ trợ anh chị một cách tốt nhất. Đây là phòng khách của chúng ta. Bây giờ hơi bừa bộn một chút thôi, tuy nhiên nó rất là rộng. Kỳ rộng rãi. Nếu anh chị đang có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng, chuyển từ nhà nhỏ sang nhà lớn, nhà cũ sang nhà mới thì cũng hãy điện thoại cho em Phương ngay nhé. Em sẽ hỗ trợ anh chị kết nối một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Tủ ở đây luôn. Vệ sinh rất là rộng. Có lắp sẵn giường. Tầng trên này thì cũng tương tự vậy. Mình sẽ quay qua một chút thôi. Phòng rộng rãi. Thank you.
Trên này là không gian bếp. Rất là thoáng. Đấy. Ngay chung cư 5 star đây thôi. Còn kia là vành đai 3. Rất là thuận tiện đi lại. Rồi, rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.